cầu kỳ trình. Cái bài này á để cho tặng cho mấy cái người mà bị bồ đá, không phải bị bị bồ đá đi lâu quá tiếng Việt quên hết rồi, bồ thì nó bảo là bỏ nhưng mà bồ đá còn đau hơn bỏ đá. Phải thế không? Đau tim rồi đau phổi rồi đau óc rồi đau hết cùng mình cùng mày, không có nằm ăn gì được cả. Bài này kêu là tình lẽ. Tình lẽ biết không? Tại cái cũng như không phải lẻ loi, cũng như tiền lẻ vậy đó. Tức là mình yêu nhầm cái người của người ta. Thấy không? Mình khi mà mình biết yêu nhầm rồi thì mình trả lại, thấy không? Trả lại cho người ta ha. Thì kêu bằng tình lẻ, thấy không? Mình không có nói là vợ lẻ, nó tình lẻ, thấy không? Nhiều khi có mấy người con gái, mấy cậu con trai á không có biết cái người đó có occupation rồi đó. Occupy rồi đó. Biết cái người đó có cái gì đó, có chủ rồi đó, hoa có chủ rồi đó. Thì cứ yêu đại. Chừng lỡ yêu rồi hỏi ra mới biết. Biết người ta có nhà có cửa có gì đó rồi ha. Thôi mình nói thôi goodbye. Goodbye nhưng mà đau tim. Tim mà đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói thôi cái bệnh này tôi đầu hàng. Rồi cái đi kiếm bà Thanh Hải vô thường xuyên. Rồi cái bà đi chuyển cho hết bệnh, không còn tái lại nữa. Ái tình là cái bệnh hay lây nam phụ lão ô đều mạch phải. Cho nên tôi khuyên quý vị nên cẩn thận phòng thân. Lỡ mà mắc bệnh rồi thì thôi niệm năm câu cho lẹ. Và về nhà phải tăng gia ngồi thiền cho ba cái bốn bên lần thì mày già mày khỏi bệnh, nếu chưa khỏi thì từ từ nó sẽ khỏi, rồi đi qua ngồi thiền thất thiền tam thiền tứ thiền gì đó, rồi cái ăn đồ gia trì uống nước cam lồ của cái suối Thanh Hải nào đó đó. Rồi ngồi thiền 15-16 tiếng đồng hồ. Cái con vi trùng tình ái nó sợ quá, nó chảy mất thế. Nó vừa chạy là ôi giời, đã đời ngồi chi mà ngồi nâu thế. Tôi muốn thủ thỉ bên tai ông những lời ảm đạm thê nương áo não, tình lý biệt phân ly đau khổ, nhưng mà ông không nghe, ông cứ ngồi nì ra đấy, ông ngồi chi mà 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tiên á, tôi không có thì giờ mà bỏ bùa cho ông ấy, cho nên nó chạy mất tiêu. Đó là cái môn thuốc mà bí truyền trừ cái bệnh mà tương tư. Thuốc này không có truyền ra người ngoài. Chỉ bà con dòng họ trong gia đình quán năm mới biết mà thôi. Nếu mà truyền ra ngoài thuốc nó hết ninh đi. Thì trước hết phải trai giới trì, ăn chay trì giới, rồi ngồi dưới đất, không phải ngồi trên nền, và phải cầu trời khấn Phật, và cầu cái bà Thanh Hải chi đó đó
thì nó mới linh nghiệm. Chứ không phải một người phàm phu mà có thể uống cái thuốc này đâu. Dù mà mình có lòng thương mình cho người ta, người ta uống vào thì nó cũng vô dụng mà thôi. Có phải thế không? Dạ. Vậy thì đừng có gây bậy bạ, và đừng có cho bậy bạ, hiểu không? Có những người nào mà tướng mạo đảo cốt tiên phong này kia đó hả? Có thiện cân hả? À, đời đời kiếp kiếp cứ tu hành chút chút á, cho người ta uống á. Nếu mà không thì thuốc bổ thành thuốc độc, hiểu chưa? Tại vì trong mình nó có độc á. Uống cái thuốc gì vô nó cũng độc cả. Cũng như mấy người mà chúng độc á, uống sữa vô sữa thành độc còn độc thêm, hiểu chưa? Bình thường uống sữa thì nó bổ, và nếu đã chúng độc uống thừa sữa nó còn độc thêm nữa. Nhớ nha. Được rồi, bây giờ ngâm cái bài tỉnh lẽ này cho nghe ha. Sắp hết rồi. Tỉnh lẽ là cái người này ta yêu nhầm cái người mà ta đã có người khác rồi. Sau khi mà biết rồi thì nói thôi, anh đường, anh tôi đường tối, tình nghĩa đôi ta bấy nhiêu thôi. Người ra đi
đâu sao một người ôm mãi môi. Những chiều đông bên biển hồng kỷ niệm nhớ người đi chẳng lưu luyến thân tình, đốt lại nén hương trầm ngày xưa ấy. Năm mà cũng hiểu được ha. Thất tình đã mất vậy thôi hết còn nói hiểu hết lòng của quý vị.